thi cấu trúc là năm nay thì nói chung cũng khó hơn năm ngoái. Thì nó có hai cái phần yếu là hai phần đó thì liên quan đến về vấn đề quần đảo của Việt Nam, thì vấn đề chủ quyền quần đảo. Ở phần nghị luật xã hội thì nó về kỹ năng sống. Thì nhận định đề năm nay thì cũng khó chứ không có dễ. Đối với những thí sinh mà chuyên văn thì em nghĩ chắc làm được, mà không chuyên văn thì phải cố gắng suy nghĩ một chút. Nhưng mà năm nay nó để nó sát với chương trình lớp 12 hơn. Với thí sinh thì chỉ cần tốt nghiệp thì đề này làm đủ rồi, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.